Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2563, dương lịch 2019, sáng qua ngày 13 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các tăng ni Phật tử chùa Hương Quang, Thiền viện Trúc Lâm, Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Cùng đi có các đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trân trọng gửi lời chúc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các vị chức sắc tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đoàn kết, vận động các tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác phát triển tổ chức hội, phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến đạt được nhiều kết quả, cho thấy sự quan tâm của tỉnh đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của Hội Phật giáo tỉnh trong phong trào nhân đạo từ thiện, kịp thời hỗ trợ chia sẻ những khó khăn của đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng bị thiên tai. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, thực hiện tốt phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, tuyên truyền vận động các chức sắc tăng ni Phật tử và nhân dân đoàn kết, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã tặng hoa và những món quà ý nghĩa của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các chức sắc tăng ni Phật tử chùa Hương Quang và Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng. Chiều qua, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016-2020 để giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Văn Công thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu để bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương, được phân công phụ trách Đảng bộ huyện Quảng Xương. Đồng chí Trần Anh Trung thôi tham gia Ban chấp hành, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đông Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2015-2020. Giới thiệu để Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Trọng Thụ thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy. Giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đông Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân huyện Đông Sơn bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được điều động luân chuyển đợt này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, điều động luân chuyển cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, được các cấp ủy trong tỉnh thực hiện thường xuyên. Việc điều động luân chuyển lần này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Đồng thời đây cũng là sự đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cá nhân các đồng chí cán bộ được điều động luân chuyển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được điều động luân chuyển nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt tình hình nhiệm vụ ở đơn vị công tác mới, cùng tập thể phát huy đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa phong trào ở các địa phương đơn vị có bước phát triển mới. Sáng qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, trưởng ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành địa phương có liên quan. Tính đến ngày 12 tháng 5, dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 29 tỉnh, thành phố, với tổng số lợn phải tiêu hủy hơn 1,2 triệu con, chiếm 4% tổng đàn lợn cả nước.
Đây được xác định là dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm do tốc độ lây lan nhanh, tỷ lệ lợn nhiễm bệnh chết lên đến 100%, chưa có vaccine phòng và điều trị. Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo thực hiện để khống chế dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp. Báo cáo với Chính phủ tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền cho biết, dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 13 huyện, thành phố của Thanh Hóa, phải tiêu hủy hơn 5.400 con lợn. Nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh, Thanh Hóa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng chống và dập dịch. Bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, Thanh Hóa đã có 18 xã và 1 huyện công bố hết dịch. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền cho rằng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả công tác giám sát dịch hàng ngày, kiên quyết trong việc tiêu hủy lợn bệnh, tiêu độc khử trùng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật phòng chống dịch bệnh, tăng cường chăn nuôi an toàn sinh học và ban hành kịp thời cơ chế hỗ trợ phù hợp cho người chăn nuôi là những bài học kinh nghiệm để Thanh Hóa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, xác định tình hình dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp và thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chống dịch như chống giặc, Thanh Hóa đề nghị Trung ương hỗ trợ kịp thời kinh phí phòng chống dịch và kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại, xử lý các hành vi vi phạm một cách đồng bộ giữa các địa phương để không còn hiện tượng bán lợn chạy dịch, trốn dịch, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thu mua, giết mổ, cấp đông sản phẩm thịt lợn để vừa hỗ trợ ngành chăn nuôi, vừa góp phần bình ổn thị trường. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, biểu dương và đánh giá rất cao cách làm và kết quả bước đầu đạt được trong phòng chống dịch của Thanh Hóa. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, đây là loại dịch bệnh đặc biệt nên cách ứng phó, phòng chống cũng phải đặc biệt. Thanh Hóa đã thực hiện rất quyết liệt, sáng tạo và đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, nhất là đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Những kinh nghiệm, cách làm của Thanh Hóa sẽ được Ban Chỉ đạo tổng kết áp dụng phù hợp trong công tác phòng chống dịch. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng biểu dương nỗ lực phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi của các bộ ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Bước đầu, Việt Nam đã hạn chế được tình trạng lây lan mạnh của dịch bệnh này. Tuy nhiên, do đây là loại dịch bệnh nguy hiểm nên tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo một số nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền yêu cầu các địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Trong đó phải đặc biệt quan tâm biện pháp tiêu độc khử trùng, an toàn sinh học tại các cơ sở chăn nuôi, kiểm soát thật chặt việc vận chuyển trên địa bàn, chốt kiểm dịch của cấp nào, cấp đó phải chịu trách nhiệm, cương quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các ngành nghiên cứu thực hiện các biện pháp khuyến khích tiêu thụ sản phẩm thịt lợn sạch có nguồn gốc xuất xứ, hỗ trợ kinh phí kịp thời cho công tác phòng chống dịch và người chăn nuôi bị thiệt hại, đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng. Ngành nông nghiệp và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm công tác giám sát, báo cáo tình hình dịch bệnh thường xuyên để có các biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời. Hôm qua, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại huyện Thường Xuân. Kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thường Xuân, đoàn công tác đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường. Đối với hai cơ sở sản xuất đũa và chế biến bột giấy tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân là tổ hợp Sơn Lâm và hợp tác xã Thành Phát, đoàn kiểm tra phát hiện cả hai cơ sở đều không có hệ thống xử lý nước thải sản xuất, có tình trạng nước thải chưa qua xử lý xả thải trực tiếp ra sông Đàn. Đoàn đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động đối với hai cơ sở này, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Tiến hành kiểm tra tại xưởng tái chế lốp xe cũ và cao su phế liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Sơn Thanh Hóa, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều vấn đề gây nguy hại đến môi trường, đặc biệt là xưởng không có hệ thống xử lý khí thải dẫn đến tình trạng đang thải khí độc hại ra môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, lò đốt rác của bãi chứa rác thải sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm đang hoạt động. Tuy nhiên, việc phân loại rác trước khi đưa vào lò đốt cũng như việc xử lý nước rò rỉ tại bãi rác vẫn còn nhiều hạn chế. Sau khi nghe lãnh đạo huyện ủy, ủy ban dân huyện Thường Xuân giải trình trình bày hướng khắc phục xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về công tác bảo vệ môi trường, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ rõ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy Thường Xuân trong thực hiện nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường còn bộc lộ nhiều hạn chế thiếu sót. Một số cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng ở cấp huyện, cấp xã chưa thực sự hiệu quả và chưa đủ sức răn đe. Do đó, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban dân huyện Thường Xuân cần phải thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường,
ý thức rõ vai trò trách nhiệm cho việc bảo vệ rừng đầu nguồn và nguồn nước hồ Cửa Đạt, xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm đối với từng tập thể cá nhân thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền theo hướng dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra của các cơ quan chức năng và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa 14 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật giáo dục sửa đổi. Đồng chí Mai Sĩ Diến, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự thảo luật giáo dục sửa đổi gồm 10 chương 120 điều được xây dựng nhằm đảm bảo tính toàn diện, khả thi, tạo hành lang pháp lý thực hiện đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển giáo dục, thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Căn cứ trên việc phân tích cơ sở khoa học, tính pháp lý cũng như tình hình giáo dục và đào tạo trên thực tế hiện nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra ý kiến về các khía cạnh cần làm rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật. Nhiều điều khoản đang còn trùng lặp nội dung như việc không truyền bá tôn giáo cho nhà trường với quy định hành vi bị cấm trong cơ sở giáo dục, các điều khoản liên quan tới đào tạo liên thông, sách giáo khoa và chính sách cử tuyển cần được xem xét kỹ càng, chặt chẽ, đảm bảo tính khả thi, thực tế của luật và hạn chế tình trạng lách luật để mua bằng chạy điểm. Đơn giản, cụ thể hóa các cơ chế chính sách phát triển giáo dục cho từng đối tượng để các chính sách đồng bộ với các quy định của hiến pháp và các bộ luật đã ban hành. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Mai Sĩ Diến, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết sẽ tổng hợp những ý kiến có giá trị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Jasan Việt Nam đã động thổ khởi công xây dựng dự án nhà máy sản xuất tất và áo lót cao cấp tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Dự lễ các đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Định. Tập đoàn Jasan có trụ sở tại Trung Quốc, là đối tác và nhà cung cấp sản phẩm cho các thương hiệu hàng đầu thế giới như Adidas, Nike, Puma, với hơn 90% sản phẩm được xuất khẩu sang Nhật Bản, châu Âu, châu Úc và các thị trường nước ngoài. Vào Việt Nam từ năm 2013, đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Jasan Việt Nam đã có 2 nhà máy tại Hải Phòng và Hưng Yên. Để mở rộng sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Jasan Việt Nam đã quyết định đầu tư nhà máy tại xã Định Liên, huyện Yên Định. Nhà máy sản xuất tất và áo lót cao cấp được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 10 ha với tổng mức đầu tư 35 triệu đô la Mỹ. Thời gian dự án hoàn thành trong vòng 3 năm. Dự kiến khi hoàn thành, nhà máy sẽ sử dụng khoảng 3.000 lao động với khoảng 100 triệu đô tất và 15 triệu sản phẩm đồ lót mỗi năm. Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Tuấn nêu bật những đóng góp của ngành dệt may đối với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh và tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Tuấn khẳng định, nhà máy đi vào hoạt động sẽ làm phong phú thêm nhóm sản phẩm công nghiệp của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Tuấn đề nghị chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Jasan Việt Nam huy động nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện để đảm bảo đưa nhà máy vào hoạt động trước thời hạn kế hoạch đặt ra. Trong quá trình thi công, phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án. Đồng chí đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện Yên Định phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu thi công giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư hoàn thành dự án. Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa liên tục là địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa tăng hơn 42,8% so với cùng kỳ, gấp 4,7 lần mức tăng chung toàn quốc. Kết quả này đã khẳng định những nỗ lực rất lớn của tỉnh trong tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, khuyến khích phát triển sản xuất và thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp. Đóng góp quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp Thanh Hóa 4 tháng đầu năm là việc nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào sản xuất ổn định. Riêng trong tháng 4, sản phẩm của nhà máy đã tăng tới 2,56 lần so với các tháng trước. Cái công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong những cái doanh nghiệp mà có cái mức đầu tư và có cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lớn nhất toàn tỉnh, đã đóng góp 31,81% trong 42,81% tăng trưởng của sản xuất công nghiệp. Và có thể khẳng định đây là một trong những cái động lực để thúc đẩy sản xuất công nghiệp nói chung riêng và cái tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa nói chung. 4 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp Thanh Hóa có thêm 8 sản phẩm công nghiệp mới,
Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều đạt mức tăng trưởng khá như đường mía tăng 26%, quần áo may sẵn tăng 15,3%, xi măng tăng 3,3%, bia tăng 8,9%. Năm nay thì cái kế hoạch tăng trưởng của Long Sơn đối với sản phẩm kinh doanh nội địa thì là tăng trưởng khoảng 15-20% và trong 4 tháng cũng đã vượt được khoảng 22%. Để thực hiện được cái việc tăng trưởng càng ngày càng phát triển như vậy thì là do cái việc là cái hệ thống kênh phân phối là rất là bền vững, cũng như về chất lượng của Sinh Long Sơn đã được người tiêu dùng ghi nhận trên thị trường. 4 tháng đầu năm là cái sản lượng bia có đã so với cùng kỳ là đã tăng hơn so với năm ngoái là khoảng 40%. Trong năm 2019 thì công ty cổ phần bia Hà Nội Thanh Hóa thì cũng tăng thêm cái sản lượng sản xuất khoảng 12 triệu lít bia lon. Chúng tôi cũng đã tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tiêu thụ trên các cái thị trường trọng điểm. Về chất lượng sản phẩm thì chúng tôi cũng luôn luôn duy trì làm sao để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm cung cấp cho đến khách hàng. Về những tín hiệu tích cực trong sản xuất công nghiệp, dự báo sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao trong thời gian tới. Vận hành của lọc dầu ổn định với cái công suất là 80% trở lên, không những đóng góp trực tiếp cho Thanh Hóa về cái phát triển công nghiệp, thu ngân sách mà còn có các nhà đầu tư quan tâm đến để tìm hiểu đầu tư. Tỉnh Thanh Hóa thì cũng đã đang xúc tiến lọc dầu giai đoạn 2. Như vậy thì cái công nghiệp dịch vụ của Thanh Hóa tiếp tục có những cái bước phát triển mới, nhanh hơn, vững chắc hơn. Trong sản xuất công nghiệp, hiện có một số dự án lớn đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ như dự án dây chuyền 3 nhà máy xi măng Long Sơn, nhà máy thép Nghi Sơn, công suất thiết kế 2 triệu tấn phôi thép một năm, các dự án thủy điện Cẩm Thủy, thủy điện Hồ Xuân đi vào hoạt động. Thanh Hóa có nhiều khả năng hoàn thành mục tiêu 129.000 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019. Sau thời gian rà soát nghiên cứu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh sẽ sắp xếp 143 xã phường thị trấn thành 67 xã phường thị trấn, giảm 76 đơn vị tương đương với 11,9%. Phương án sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc. Sau khi sắp xếp, các đơn vị hành chính phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, theo quy định tại Nghị quyết số 1211 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Khi nhập xã hoặc điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên dân số của xã vào phường, thị trấn liền kề để hình thành đơn vị hành chính đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính thì không xem xét điều kiện về sự phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và tiêu chuẩn về cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế xã hội, trình độ phát triển cơ sở tầng đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau khi sắp xếp. Tên của đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp phải phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, định hướng phát triển. Tên giao huyện quyết định trên cơ sở thống nhất của nhân dân, ưu tiên sử dụng tên truyền thống trước đây, tên gắn với chữ đầu hoặc chữ cuối của đơn vị hành chính cấp huyện. Cái việc sáp nhập là phải giữ ổn định để tạo cái điều kiện để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cái thứ hai là cái việc sắp xếp đơn vị hành chính là phải tuân thủ theo cái địa lý, phong tục tập quán và truyền thống của các đơn vị. Cái thứ ba là cái người đứng đầu của một cái đơn vị phải có tính quyết liệt và quyết tâm cao trong cái việc sắp xếp đơn vị hành chính. Cái thứ tư là cái việc sắp xếp hành chính phải làm được cái việc là tinh giảm, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy. Cái thứ năm là phải đảm bảo được cái chính sách cho cán bộ sau cái sáp nhập. Cái thứ sáu là các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phải được đảm bảo. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm từ 635 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 559 đơn vị, gồm 496 xã, 34 phường và 29 thị trấn. Việc sáp nhập các xã phường thị trấn chưa đủ tiêu chí sẽ dôi dư một lượng lớn cán bộ công chức, viên chức. Song theo phương án tổng thể, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp được thực hiện theo quy định của điều lệ Đảng, điều lệ tổ chức chính trị xã hội, luật tổ chức chính quyền địa phương, các quy định pháp luật có liên quan và hướng dẫn của cơ quan tổ chức ngành dọc cấp trên theo thẩm quyền. Quan điểm của Trung ương, của tỉnh là tất cả những cái chế độ chính sách cho cán bộ là sẽ được giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật để đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ. Đồng thời thì cũng khuyến khích cái việc mà
các đồng chí mà đến tuổi hoặc là đủ cái điều kiện đề nghị chế độ 108 để thuận lợi cho công tác sắp xếp đối với cán bộ lãnh đạo. Thế còn đối với lại công chức viên chức thì các huyện sẽ điều phối, điều động, luân chuyển trong toàn tỉnh chứ không riêng gì trong các đơn vị mà phải sắp xếp. Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh được thực hiện nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc mở rộng thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện được mục tiêu này sẽ tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, tiết kiệm nguồn lực đầu tư, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, là đảng viên luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội địa phương, bà Phạm Thị Ngân ở xã Hoàng Trung đã trở thành một trong hai cá nhân tiêu biểu của huyện Hoàng Hóa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. Khởi nghiệp ở tuổi 45 là điều không dễ dàng, thế nhưng bà Phạm Thị Ngân ở thôn Trung Hậu, xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa nghĩ là làm. Năm 2008, biến ý tưởng thành hành động, bà Ngân đã thành lập Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp Mỹ Nghệ Xuất khẩu Trung Kiên, nhận nguyên liệu thô và vải bạt từ Hà Nam về may thành túi để xuất khẩu, tạo việc làm cho phụ nữ trung niên và những người có hoàn cảnh khó khăn. Thấy nhiều chị em trong cái hoàn cảnh khó khăn là người ta không đi làm công ty được, xa mà người ta muốn ở nhà cùng quê hương để cũng là theo cái tính chất là ly nông mà không ly hương. Từ cái chăn trở đó nên tôi cũng đã cố gắng tìm mọi khách hàng làm thế nào để nó phù hợp với cái đối tượng của chị em phụ nữ như chúng tôi đang sử dụng. Thì đấy là cũng là một trong những cái mục tiêu mà tôi muốn giúp cho chị em là nâng cao cái mức sống của gia đình. Sau hơn 10 năm hoạt động, Hợp tác xã của bà Phạm Thị Ngân đã giải quyết việc làm cho 100 lao động tại địa phương, nâng cao thu nhập, tạo điều kiện cho nhiều gia đình thoát nghèo. Cái doanh nghiệp đây giám đốc mở ra là tạo công ăn việc làm cho chị em, vì lứa tuổi chúng tôi là cũng đã nhiều rồi, không còn để đi công ty nữa. Cho nên là chúng tôi làm đây cũng thuận tiện, là công việc cũng đều, mà việc vừa việc ở đây cũng được, việc nhà cũng được. Đây làm thu nhập cũng tạm ổn. Đồng chí Phạm Thị Ngân là một đồng chí phó bí thư chi bộ rất gương mẫu, đi đầu trong cái công việc của địa phương cũng như các công việc của thôn. Còn với vai trò là một người công dân đấy, thì đồng chí có một cái đóng góp rất lớn, đó là đồng chí đã xây dựng thành lập được một cái hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp mà đến nay thì có thể nói là cái quy mô là tương đối đấy, là tạo được công ăn việc làm cho bà con, là có những công ăn việc làm, là có cái thu nhập nhất định. Gần 60 tuổi, bà Phạm Thị Ngân vẫn hăng say với công việc của mình và ấp ủ những dự định mới cho tương lai. Với bà, còn sức khỏe, còn minh mẫn thì còn làm việc, còn cống hiến cho quê hương đất nước. Và mỗi ngày thấy mình hoàn thiện hơn, được mọi người tin yêu quý trọng chính là động lực để bà Ngân tiếp tục vươn lên, làm được nhiều việc hiệu quả, ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội. Xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Sau 8 năm xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Lộc đã huy động được trên 114 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động được, xã đã đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, chú trọng phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, tạo việc làm cho lao động địa phương, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2018 đạt 35,9 triệu đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 chỉ còn 2%. Những kết quả đạt được nói trên là tiền đề quan trọng để xã Mỹ Lộc tiếp tục nâng cao các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh đã trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho xã Mỹ Lộc. Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc trao thưởng 500 triệu đồng cho Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lộc.
Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với quỹ học bổng Rotary Ione Iama Nhật Bản tổ chức trao tặng học bổng và thiết bị giáo dục cho trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 2. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 20 bộ máy tính, 2 máy in và 6 triệu đồng tiền mặt với tổng giá trị hơn 140 triệu đồng cho trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 2. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao học bổng cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho các em học sinh có thiết bị khai thác, tìm hiểu thông tin để mở mang kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.